chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kỳ lạ, cô bé chưa học chữ đã biết đọc văn vách sách truyện ở Hải Phòng. Chuyện cậu bé Trần Phúc Lộc sinh ngày 19 tháng 9 năm 2004, con thứ ba của vợ chồng anh Trần Văn Lượng, 45 tuổi và chị Nguyễn Thị Hanh, 40 tuổi ở đội 5, thôn Phan Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, biết đọc văn vách dù chưa đi học được người dân ví như thần đồng. Nhớ lại những gì đã trải qua khi phát hiện ra con biết đọc sớm hơn độ tuổi, chị Nguyễn Thị Hanh bộc bạch, vợ chồng tôi chỉ làm công nhân, nhà có ba đứa con nên cũng vất vả, không có nhiều thời gian quan tâm săn sóc đến cháu Lộc. Cả ngày cháu ở nhà với bà và chỉ thích ôm cái tivi xem hết chương trình nọ đến chương trình kia. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy cháu được 24 tháng mà vẫn chưa biết nói. Tôi lo quá mới đưa cháu đi khám tự kỷ ở bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Tại đây bác sĩ thông báo con không bị điếc và chưa thể kết luận cháu có bị tự kỷ hay không. Bác sĩ khuyên nên cho cháu đi học để được tiếp xúc với các bạn. 2 tháng sau, Lộc nói được tiếng ạ đầu tiên, khi được 26 tháng, Lộc bập bẹ gọi bố, mẹ, bà. Từ đó trở đi, Lộc bắt đầu nói được nhiều dần lên dù còn hơi ngọng. Theo lời chị Nguyễn Thị Hanh, thì khi sinh bé ra, Lộc hoàn toàn bình thường như mọi đứa trẻ khác, biết hóng chuyện, phản xạ với âm thanh. Kể về lần đầu tiên phát hiện con biết đọc, chị Hanh tâm sự. Năm đó, Lộc lên 4 tuổi, mỗi lần tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho con gái lớn đang chơi ở bà ngoại, thì thằng bé ngồi trong lòng mẹ, nhìn thấy và đọc rõ tên, số điện thoại của chị nó trong danh bạ khiến cho tôi bất ngờ. Lúc đó thú thực, tôi nghĩ chắc hai chị lớn dạy em học chữ sớm, nên Lộc mới biết mặt chữ và số. Khi hai con gái lớn về nhà, tôi mắng chúng sao lại, dạy chữ cho em sớm, không tốt thì cả Hương và Hà, chị của Lộc đều bảo, thời gian học của chúng con còn không đủ, làm gì có thời gian dạy chữ cho nó hả mẹ? Lúc này thì tôi bắt đầu hồ nghi vì từng đọc báo thấy có nói vài trường hợp trẻ biết đọc, biết viết sớm hơn độ tuổi. Hôm sau chở Lộc tới trường, thấy con đọc các chữ số trên biển quảng cáo bên đường, tôi thực sự vừa mừng vừa lo lắng. Rồi cả những chương trình TV mà Lộc xem có chữ nào bé mấy nó cũng đọc bằng sạch, dù đôi lúc bị mất dấu. Nghĩ con học phẹt, tôi còn viết ra giấy để dòng chữ chúng tôi là chiến sĩ, đưa con thì nó đọc đúng luôn. Để tìm hiểu thêm về khả năng đọc chữ của cậu bé này, phóng viên đã đến trường mầm non Sơn Ca, xã Hữu Bằng, nơi Lộc đang theo học, gặp hai cô giáo dạy Lộc năm bé 4 và 5 tuổi. Tại đây, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé Lộc năm 4 tuổi nhớ lại, ngày đầu tiên nhận cháu vào lớp, tôi ngạc nhiên vì sự thông minh và độ già trong suy nghĩ của cậu bé. Chương trình lớp mầm non 4 tuổi không được phép dạy chữ, nhưng không hiểu sao cậu bé này lại có thể đọc phanh phách các mặt chữ. Ở lớp có bao nhiêu bức tranh có chữ dán trên tường, Lộc đều đọc hết. Có lần tôi mang quyển sổ liên lạc ra để thử Lộc có đọc được không, ai ngờ con đọc được hết và không sót chữ nào. Cảm nhận của tôi về cháu là một cậu bé ngoan ngoãn, nhã nhặn, nói năng suy nghĩ như người lớn. Đặc biệt, Lộc có trí nhớ rất tốt, chỉ dạy qua là cháu thuộc cả bài thơ. Cô giáo Nguyễn Thị Nữ, lớp 5 tuổi, tiếp lời. Lộc học tiếng Anh cũng nhanh, con nhớ các từ chỉ màu sắc, số đếm trong tiếng Anh rất tốt. Con hay kể cho tôi nghe về các trận bóng đá Đông Nam Á. Diễn ra khá lâu rồi và nhớ rõ giải gì, cầu thủ nào ghi bàn, tỷ số bao nhiêu. Để kiểm chứng những thông tin về cậu bé thần đồng, tôi mở cặp lấy ra một quyển sách giáo dục công dân lớp 6 mang sẵn từ nhà ra đưa bé đọc. Cầm cuốn sách trên tay, cậu bé tự tin mở ra đọc không sót một chữ nào trong trang mà tôi bảo bé đọc. Kinh ngạc hơn, bé Lộc còn đọc rõ những chữ thường và chữ in hoa trong trang sách đó, điều mà nhiều bé vào lớp 1 cũng chưa phân biệt được. Bà Phủ Thị Cửa, hàng xóm nhà bé Lộc, nhận xét: ngày bé, Lộc có biểu hiện chậm nói, bố mẹ gọi thì cháu lờ đi, nhưng nghe thấy tiếng TV là chạy vào ngay. Thế rồi cháu biết đọc khi mới 4 tuổi khiến ai cũng ngạc nhiên. Nói về khả năng tự biết đọc của con trai mình, vợ chồng anh Đường không cho con mình là thần đồng, thậm chí rất băn khoăn, không biết như thế có bất thường gì không. Cả hai anh chị rất mong có cơ quan hoặc cá nhân nào giúp đỡ, giải mã sự lạ này để anh chị yên tâm về cậu con trai yêu quý. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.